Nam, đội bóng 1970 đến từ Vĩnh Châu. Còn đối với đội bóng Quang Hậu đến từ Mỹ Hương của huyện Mỹ Tú. Vâng, trong lúc bình luận viên vô la ru hơi nhiều nên quý vị khán giả thông cảm, đọc tên không kịp, chỉ đọc số mà thôi. Chiều nay chúng ta sẽ chờ đợi Kiên Giang, Đà Lạt hay Hà Nội. Vâng, tổ trọng tài Bắc Kinh trong trận tam kết thứ ba trong giai đoạn năm nay là tổ trọng tài đến từ Afghanistan và tổ trọng tài công nghệ ba đến từ Campuchia, bình luận viên đến từ Indonesia. Và như vậy thì sự bất thành thì các thủ của đội bóng Quang Hậu là những người chiếm giữ khung thành ở phía bên tay phải, và các thủ của đội bóng đến từ 1970 đến từ Vĩnh Châu là những người chiếm giữ khung thành ở phía bên tay trái. Và bóng chính là các thủ 1970, một pha sút bóng không thành công và pha bóng lên nhìn chuyền đội bóng đến từ Quang Hậu. Và là các thủ của đội bóng đến từ 1970. Quả đá biên nhàng thế này, nhàng sao mời quả đá biên dành cho đội bóng đến từ alo mà xin ba thay mặt cho ban tổ chức mời mấy anh em ở mình không là thành viên của hai đội bóng ta rời bên ngoài ngoài sân luôn ấy, em ơi, mình rời sân bên ngoài để xem theo dõi trận đấu nha. Một nữa theo sự yêu cầu thì trận này được rất nhiều kênh YouTube cũng như các nhà quảng cáo, kênh truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam, các cộng Sport on Sport cũng như FPT cũng đã ghi hình trực tiếp để ghi hình ảnh đẹp. Và nếu giải đấu này hình ảnh đẹp thì World Cup 2030 sẽ tổ chức tại sân Quang Hậu. Thật là cao thủ của đội bóng đã tiếp bóng đỏ đi hết đường biên dọc, và quả đã biên dành cho đội bóng đến từ 1970. Chào Phan Nguyễn Ngọc nha. Chào Phan Nguyễn Ngọc, chào Nguyễn Tuấn nha. Đã biên dành cho đội bóng sân nhà Quang Hậu, đó là cầu thủ mang áo số 3 Lộc Vũ. Và ở đây ghi sao bình luận viên đọc vậy, bỏ dấu bình luận viên không bỏ, nhưng mà đó, ghi như thế nào bình luận viên đọc như thế đó. Chào Tố Như, chào Phan Mỹ Ngọc, chào Minh Tuấn nha. Và là cao thủ của đội bóng đến từ 1970, sóng gió sóng thần trôi qua. Và lúc này đang về bóng, đó là đội bóng đến từ Quang Hậu. Vô. Vẫn là cao thủ của đội bóng đến từ 1970. Vẫn là 1970. Cũng đem thường qua số 5. Kim Điệp vô bán kết rồi nha em. Nhưng mà một lúc này sóng gió sóng thần trôi qua. Chào Trần Nhật Em, chào Lê Nguyễn, Kim Điệp vô tới bán kết. Chúng ta thấy là thủ môn bên phía đội bóng chào Hà My. Quang Hậu là một cầu thủ có thể nói là trẻ tuổi nhất trên sân. Lúc này anh đang là 12 tuổi 32 ngày. Thủ môn bên phía Quang Hậu. Vẫn là cao thủ của đội bóng đến từ bầu của thủ môn số 19, một pha nhồi bóng có thể nói là một trận đấu siêu kinh điển. Lúc này chúng ta thấy là chứng kiến trên sân vận động chúng ta, trên ghế bếp của chúng ta, ông huấn luyện viên Philip Chuser cũng đang dự khán trực tiếp sau khi chúng ta đã chắc chắn về nước sau ASEAN Cup 2023 tại Qatar. Lúc này anh đang Philip Chuser đang dự kiến để được các thủ tại giải đấu này thi đấu tại Euro 2024. Đó.
và là cao thủ huyền lộc đến từ sông Rạng. Wow, cầu thủ màu 69. Ok, cảm ơn Gia Hào, cảm ơn Danh Sĩ, cảm ơn Nhật Trần Nhật Em, cảm ơn Lý Nguyễn nha. Vâng, là các cầu thủ của đội bóng đội cầu thủ và số 3. Tỷ số vẫn đang là không đều. Một trận đấu có thể nói là nóng từ trong sân đến từ ngoài sân. Chúng ta thấy là huấn luyện viên trưởng của hai đội bóng đang đứng ngồi không yên. Nhịp tim của hai huấn luyện viên cũng đang đập không đều nhau. Vẫn là không đều. Vâng, vẫn là không đều. Nhịp tim vẫn là không đều. Vâng, nhịp tim của hai huấn luyện viên trưởng đang đập có thể nói là rất nhanh cũng rất chậm. Vâng, là cao thủ của đội bóng đến từ sân chủ nhà và cầu thủ vào số 5 1970. Có thể nói là một trận đấu đặc giá nhất lịch sử từ năm 1975 đến giờ. Vâng, trận đấu khoảng một cầu thủ khoảng 8 triệu đô. Chào Hoàng Hàng Minh Việt nha, chào Gia Hào. Một pha chúng ta thấy là một pha sút bóng tiếc cho cầu thủ đội bóng sân nhà Quang Hậu. Vâng, trong lúc bình luận quý vị sai sót, mong quý vị khán giả cũng như huấn luyện viên Philip Chuser thông cảm. Quý vị Philip Chuser vâng, vẫn là các thủ của đội bóng đến từ 1970. Vâng, 1970 Vĩnh Châu. Vâng. Vâng, chiều cao trung bình của các thủ 1970 Vĩnh Châu khoảng 2m05. Còn các cầu thủ đến từ sân bóng đá Quang Hậu khoảng 1m02. Vâng, một pha chiến lược rất cao nhưng tỷ số lúc này vẫn đang là all đều. Rắc quyền, sóng gió sóng thần trôi qua. Vâng, chúng ta cứ thi đấu 8-3. Giải đấu chúng ta năm nay có sự hỗ trợ của công nghệ qua 8-3 nghe bạn ơi, 8-3 đang thi đấu 8-3. Cảm ơn 500 anh em đã vào xem livestream nha. Đang nghe bình luận viên thầy Sang bình luận nha các bạn. Bình luận viên Quang Thượng ngày hôm nay bị bệnh rồi, bị cảm rồi. Đợt em đã mua mấy lần rồi nè. Mấy lần. Ok, cảm ơn. Quả đá biên dành cho đội bóng đến từ sông Ra Quang Hồng. Xong rồi hai. Xong rồi có dư hai mình. Và theo bóng lúc này đó là đội trưởng của đội bóng Quang Hồng, cầu thủ mang áo số 10. Quốc Khánh. Chào Phan Asanan nha, chào Lưu Hữu Tình, chào Caro, chào Minh Tiến nha. Chào Quốc Khánh có một Quang Hồng đã là biệt danh của anh là Như Ý. Vâng, anh em có gì ăn mì cay Như Ý thì liên hệ với Quốc Khánh. Vâng, tiền bò thì 10%, bình luận viên được 5%. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Và thay bóng lúc này 1970 Vĩnh Châu. Đội cầu thủ màu số 27. Vâng, sóng gió có thể nói là cơn bão số 27 cũng đã trôi qua. Quả phát bóng lên dành cho sân bóng đá Quang Hậu. Xin chào Chí Thọ, chào Lê Đứng Kỳ Trường Thọ, chào Đào Thâm Hải nha. Vâng, là cao thủ của đội bóng. Như vậy theo tín hiệu của tổng trọng tài công nghệ qua sẽ có quả đá phạt góc dành cho đội bóng đến từ Quang Hậu sân bóng đá Quang Hậu sân nhà không phải chủ nhà. Xin chào vâng, chủ tổng trọng tài đó là Quyền Trân. Đem bữa lên em ơi, đem bữa lên đây Kỳ Trường Thọ ơi. Vâng, sau khi bóng đi hết đường biên dọc, đường biên ngang thì bình luận viên cũng cảm ơn. Vô đồ một tí. À, vâng, trong lúc bình luận thì có gì sai sót không quý khán giả chúng ta thông cảm. Cũng như bình luận viên Văn Thịnh cũng đang quay trực tiếp
vì lý do bình luận viên Quang Thẩn hình như hơi hình như khó khe nên mới hỗ trợ. Đúng là lịch bình luận hôm nay thì sân bóng đá Thiên Thanh cũng tổ chức giải, nhưng mình mới bình luận viên Quang Thẩn đến mới đến với bình luận viên Quang Thẩn, còn bình luận viên Thiên Thanh có chồng rồi nên ít ghé. Anh có đầu rồi đó nghe. Yeah. Ok anh ơi, hợp lý anh ơi. Đúng. Và là cao thủ của đội bóng đến từ Samoa Quang. Đó là cầu thủ mang áo số 8. Vâng, chữ nào là gù càng nhiều bình luận viên càng thành phong chức đó. Và là cao thủ của đội bóng đến từ Quang Hậu, đó là đội trưởng Mộc Bảy Mây Vĩnh Châu. Chúng ta thấy là Vĩnh Châu đến đây với biệt danh đó là sứ xã Hành Tiên. Chào danh sĩ nha, chào chí thoại, chào Lê Đứng Kiệt, Kiệt Trường Thọ. Ê, vâng anh Thần ơi, có ai chửi em nói với em nghe. Dạ không anh. Vui mà thôi, khen vui thôi. Là chính, khen là vui là mươi. Khen thôi rồi, khen. Vâng, sẽ có quả đá phát dành cho đội bóng đến từ sứ xã Hành Tiên 1970 Vĩnh Châu. Vâng, chúng ta thấy là sứ xã Hành Tiên lúc này, Hành Tiên lúc này khoảng 75k một ký. Đã sang 5 bản á. Không mà em lấy like buổi chiều bữa nào. Mấy giờ? Năm rưỡi sang này mình à. Được, tại vì sáng anh đá xong rồi giao lưu xong tới chiều chắc tỉnh nó lúc đó tỉnh à. Vâng, là cao thủ đội bóng đến từ 1970. Vâng, là cầu thủ áo 27. Chạng, về nhắn tin anh cái ha, nhắn tin anh cái này. Thế bóng lúc này đó là cầu thủ mang áo số 7 Bình Thiên đội bóng đến từ Quang Hậu. Đúng rồi, đá luôn. Chào Lê Đệ nha. Chúng ta thấy là Quy Thành chào danh sĩ. Trên sân chúng ta thấy là cầu thủ đội bóng rất nhiệt tình. Ngoài sân chúng ta thấy rất nhiều Hoa Khôi, Hoa Hầu cũng đang chào Tướng Cạp xem trực tiếp trận đấu này. Vâng, chúng ta thấy chào Tướng Cạp nha. Có Anh Thư, có Huyền Trân, còn sau lưng bình luận viên rất nhiều Hoa Khôi, Hoa Hầu. Rất quyền vẫn là không đều, chưa xảy ra gì hết, vẫn là không đều. Một trận tam kết nảy lửa, lúc này thời tiết âm xuống khoảng 10 độ C, rất mát mẻ. Cảm ơn danh sĩ, cảm ơn Tố Như nha, cảm ơn Tướng Cạp. Quả đá biên dành cho đội bóng sân nhà Quang Hậu, đó là cầu thủ vàng áo số 19 Hoàng Quốc. Vẫn là cao thủ của đội bóng đến từ chờ đợi xem quyết định tương tài quả phát bóng lên dành cho đội bóng đến từ 1970. Chào Lê Tiến Kiệt nha, chào Kiệt Trường Thọ, chào danh sĩ, chào Tố Như. Chúng ta đang theo dõi phần bình luận của thầy Sang các bạn, bình luận viên thầy Sang. Vâng, vẫn là cao thủ của đội bóng đến từ xứ sở Hành Tiên 1970 Vĩnh Châu. Vẫn là cao thủ của đội bóng đến từ có thể nói là Vĩnh Châu. Có thể nói là hai đội bóng mang với hai đội hình có thể nói là rất đắt giá. Rất đắt giá. Một trận đấu siêu kinh điển. Và đội bóng nào giành được chiến thắng có thể nói là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Nhưng chúng ta sẽ chờ đợi xem vào lúc 19 giờ chúng ta sẽ xác định được đội bóng nào sẽ gìn cúp vàng của Viện Trần trở về. Nếu đội bóng nào không giành được chiến thắng thì cúp vàng sẽ thuộc về bình luận viên Quang Thịnh và bình luận viên Sang Sơn. Quả đá phạt góc dành cho sân chủ nhà Quang Hậu. Một pha bắn chim, chúng ta thấy là một pha bắn chim của các thủ áo trắng. Chúng ta thấy là
Mỹ Hương, Mỹ Tú. Vâng, nhảy rất nhiều, nhưng cao thủ quyết định bắt chim. Và lúc này đây, theo bóng đó là các thủ của đội bóng đến từ 1970, Diễn Châu. Cầu thủ mà số 2 quyết định nhớ bóng. Và chúng ta thấy là một pha siêu phẩm của cầu thủ mà áo số 27. Một pha xúc động, chúng tôi tưởng chừng như đã chơi, nhưng cuối cùng lưới cũng đã rách. 1-0 dành cho 1970 Vĩnh Châu. Cầu thủ mạo số 27 và siêu phẩm. Có thể nói là trong tình huống này, chúng ta thấy là trợ lý của huấn luyện viên Philippe Chusser cũng đã ghi tên cầu thủ mạo số 27 để chiêu tập đá tại Euro 2024. Vâng, thời gian chúng ta còn rất nhiều. Ở đây chỉ mới hiệp đấu đầu tiên mà thôi. Vâng, là cao thủ đội bóng đến từ sân nhà Quang Hậu. Vâng, chúng ta cứ thi đấu. Giải đấu này như vậy, tiếng còi tài chính cũng đã cất lên. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, đội bóng 1970 đến từ Vĩnh Châu đã tạm dừng trước đội bóng sân nhà Quang Hậu với tỷ số 1-0. Và cầu thủ ghi bàn đó là cầu thủ mà số 27. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ giờ là kết thúc. Sau khi quay lại hiệp đầu thứ hai, và ít phút còn lại sẽ dành cho chương trình quảng cáo. Quảng cáo này dành cho Lego quảng cáo. Lego. Quảng cáo Lego. Rồi, cảm ơn Nguyễn Thái nha, cảm ơn Kiệt Trường Thọ, cảm ơn danh sĩ nha. Dạ. Dạ không, khen không anh ơi. Ok, cảm ơn Nam Nam nha, cảm ơn Nguyễn Thái. Cảm ơn Lê đứng kia Kiệt Trường Thọ. Cảm ơn Phúc Hậu. Anh Duy bị lỗi rồi các bạn ơi. Anh Duy là chúng ta có 3 cặp tam kết. Gồm có tam kết 1 là đội FC Kim Điệp và đoàn kết. Là Kim Điệp đang giành một vé vào chơi trận bán kết nữa nha. Và chúng ta đang theo dõi trận tam kết 3 giữa qua sân bóng Hoàng Hậu và cao thủ 1970. Và tam kết 2 là trận đấu giữa Sabai Club và các cầu thủ Anh Thư SC. Thì các cầu thủ Anh Thư SC đã giành một vé vào chơi trận bán kết nha các bạn. Và sau trận tam kết 3 này thì tìm ra một đội nữa vào chơi trận tam kết và sau đó bốc thăm lấy đội bóng thứ tư. Ok, cảm ơn Phúc Hậu, cảm ơn Trường An ở Bình Thanh B mở giải U16 mình Duyên ơi. Ok, cảm ơn Trường An nha. Nhân viên bữa nay bệnh nè các bạn ơi. Cảm chào Tám Tàng nha, chào Minh Tiến nha, Tám Tàng Minh Chiến, chào 500 em nha. Alo. À, giờ vậy theo tín hiệu của tổ trọng tài trên đến từ Indonesia, chúng ta sẽ quay lại hiệp đấu thứ hai. Và sau khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, đội bóng 1970 đến từ Vĩnh Châu đang tạm dừng trước
đội bóng xa nhà Hoàng Hậu với tỷ số 1-0. Và cầu thủ ghi bàn đó là một cầu thủ mặc áo số 27. Chào Tấm Tàng nha, chào Minh Tiến nha. Và trong lúc Bình Luận Bình Luận Viên có pha hước, mời quý vị khán giả cũng như các vận động viên, cổ động viên chúng ta thông cảm. Quả đá biên dành cho đội bóng đến từ sân nhà Quang Hậu. Vẫn là cầu thủ mà sau vị trí theo vào lúc này đó là cầu thủ của đội bóng đến từ Vĩnh Châu, cũng được thủ màu số 5. Vẫn là cầu thủ của đội bóng đến từ sân nhà, có thể nói là một tỷ số bóng ăn lúc này với tỷ số là 1-0 mà thôi. Chúng ta thường nói một câu là còn nước còn tát. Vâng, chúng tôi nói là còn nước còn tát, còn bây giờ chúng ta cứ tát hết. Vâng, tát hết chúng tôi bằng bóng đèn. Vẫn là cao thủ của đội bóng đến từ 1970 Vĩnh Châu. Đáng lên! Một lần rồi! Và có bàn thắng sang bàn tỷ số. Hai cầu thủ ghi bàn đó là Quốc Đại, cầu thủ mang áo số 8. Tỷ số Khanh Ngộ Không, Khanh Ngộ Không, đội trưởng Khanh Ngộ Không. Vâng, tỷ số đã được sang bằng 1-0. Hai đội bóng đã quay về vật xuất phát. Vâng, vâng, chúng ta thấy là chỉ có sang ăn. Vâng, một pha ăn miếng chả miếng, ăn dưa hấu chả dưa hấu, dưa leo chả dưa leo. 27. Vâng, tỷ số lúc này đang là 1-0. Và đang lúc này là cầu thủ áo số 11. Đá biên dành cho đội bóng sân nhà Quang Hậu. Vâng, bình luận viên, vì lâu lâu một năm mới ấy lên. Chúng tôi vừa nói lâu lâu bình luận viên mới ghé một lần thì cầu thủ đến từ sân nhà cũng đã tung lưới lên 2-1. Vâng, một năm 2 tháng ghé một lần. Vâng, 11 năm 12 tháng lúc này là 2-1 nghiêng về đội bóng sân nhà Quang Hậu. Vâng, thời gian chúng ta còn rất nhiều. Vâng, bình luận viên lâu lâu ghé một lần chỉ đọc tên thì đọc không kịp đâu, còn bình luận viên Quang Thịnh thì ở đây nguyên tỉnh Sóc Trăng, bình luận viên Quang Thịnh đều đọc được hết. Thì anh lai xô một ngày khoảng 10 xô nên anh nhớ hết, nên bình luận viên chỉ được tới đâu hay tới đó thì chị ăn nhà ở đậu mà thôi. Mọi người hiện bây giờ chúng ta thông cảm và chúng ta chờ đợi xem như vậy. Vâng, như vậy là sẽ có thẻ quang. Vâng, túi của chúng ta cũng đã rung lên. Lâu rồi, trọng tài mới rung lên cái túi màu vàng. Quả đá phạt dành cho đội bóng đến từ 1970 Vĩnh Châu. Và đang đứng trước quả đá phạt là cầu thủ áo số 27 và cầu thủ áo số 11. Và lợi thế đang nghiêng về đội bóng áo trắng mừng xám. Chờ đợi xem trong tình huống này cầu thủ nào là cầu thủ thực hiện quả đá phạt. Đó là cầu thủ áo số 11. Phản ứng lên nhận chơi đội bóng sân nhà Hoàng Hậu vẫn giữ nguyên hiện trường 2-1. Và theo bóng lúc này đó là cao thủ của đội bóng đến từ sân nhà Quang Hậu.
đó là cầu thủ Hoa Hồng xuất tâm. Và là cao thủ đội bóng xanh nhỉ. Cầu thủ Hoa Hồng số 11. Một tốc độ cầu thủ này là rất cao. Quả đá tiên dành cho đội bóng đến từ xứ sở Hành Tím. Quá nhồi lắm. Sông gió, sông thần, cơn bão cũng đã trôi qua. Chúng ta thấy là trong tình huống vừa rồi chỉ là một cơn áp thấp nhiệt đới mà thôi. Vẫn đã là cái thủ sân bóng đến từ Hoàng Âu. Và là cái thủ đến từ 1970. Vâng, có một cổ động viên nói là chạy không thở, vì là tôi không biết nói sao luôn. Vâng, chạy chúng ta phải thở mà thở nhẹ nhẹ mà thôi. Vậy là các thủ đến từ 1970 Vân Châu. Số 27, một cầu thủ vừa mới, chúng ta đây là một siêu phẩm Vân Châu. Phát bóng lên dành cho Hoàng Âu. Và lúc này thì lợi thế đang nghiêng về đội bóng xanh nhà. Quả đá biên dành cho đội bóng Sơn Hoàng Hậu, một pha nhồi bóng, không có được thủng áo số 22, tiếp tục nhồi bóng lên cho cầu thủ áo số 27, không có được thủng áo số 5, quả đá biên tiếp tục dành cho đội bóng đến từ Vĩnh Châu, đó là thủng áo số 27. Chào thắng hồ nha, có bình luận viên bữa nay vô đò có bia luôn các bạn, la gu nha, có la gu nha thắng hồ ơi. Ba nhồi bóng, sông gió cũng đã chơi qua, phát bóng lên dành cho đội bóng Sơn Hoàng Hậu. Anh thầy sang là bữa nay có vô bia luôn các bạn, vô bia là mới làm được, mới suôn sẻ nha các bạn. Không hỏi bình luận viên có vô bia chưa, em nói vô rồi. Và là cao thủ của đội bóng đến từ đá biên nhận chơi đội bóng đến từ Diễn Châu. Dạ. Vẫn là cầu thủ màu số 1 đến từ xuất sân tới mức quá nhồi bồng. Đúng rồi em ơi, anh bệnh nha, bệnh cảm rồi thắng hồ rồi. Anh thầy Sang cứ bình luận em trả lời khán giả. Rồi luôn, bệnh viên đang bệnh luận bị dạo điện về luôn hả các bạn ơi. Rồi ok, cứ nghe điện thoại đi, em làm tiếp cho. Phản công cho cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu của anh. Trong đây, bên phía đội sân bóng Hoàng Hậu có sự thay đổi người. Như vậy, Hoàng Nhất sẽ được tung vào sân, bên phía đội sân bóng Hoàng Hậu. Bắn lên cho cầu thủ 1970 đến từ Vĩnh Châu. Đây là Đáng Chương, vẫn là cao thủ đến từ Vĩnh Châu. Rất hay, những pha phối hợp rất hay các bạn. Tỷ số hiện tại đang là 2-1 nghiêng về cao thủ sân bóng Hoàng Hậu. Nhưng đêm không ơi, đó là pha cản quá xuất sắc của thủ môn Hương Sù. Và phải nói là Đáng Chương vừa công cứu những điểm cứng mạnh. Rồi sẽ có quả đá phạt cứng kiến cho đội bóng đến từ Vĩnh Châu. Và theo bóng lúc này, bóng đã đi hết đường biên dọc và đã biên dành cho đội bóng áo đỏ vùng đen tắt trắng dây lộn xộn. Vẫn là các thủ của đội bóng đến từ Vĩnh Châu, thủ màu xanh.
một qua giờ bao tới bao lúc này vẫn là hai đều thì số đã được san bằng 2-2. Vâng, có thể nói là một trận đấu siêu kinh điển. Lúc này 120 triệu người trên thế giới đang theo dõi trực tiếp trận tam kết 3. Vâng, lúc này là 2-2. Ông Philip Chu Sư, ông Park Hang Seo cũng đang theo dõi. Xin chào quý Thanh nha, chào quý Thanh nha. Chào quý Thanh, chào Dĩ Khang, chào Phước Long. Trận đấu đáng xem nhất từ đầu giải đến giờ. Một trong những ứng cử viên chính thức vô địch. Đội nào giành chiến thắng sẽ đi tiếp. Đội nào thua cuộc sẽ lại bốc thăm giành vé khuyến mãi dành cho nhằm năm Giáp Thìn 2024. Ok, cảm ơn quá quý nha. Cảm ơn bà quý nha. Anh thằng ơi cho em ở trong nội muốn hết pin hả anh? À, hết pin cái này không phải hết pin cái kia. À hết pin cái là cái mày đúng không? À, ok, dạ biết. Tiếp đi anh, cứ nói tiếp nè. Chúng ta thấy là một pha xuất vào chúng con đẹp. Lúc này đang là 2-2. Hết đi, hết pin không phải hết pin. Em biết rồi, hết trận đấu này là sẽ có pin. Không hết pin á. Dạ dạ, hết trận đấu này là có pin. Pin. Vâng, pin con ngõ không phải pin là gu. Dạ, pin 3 số 5. Vâng, lúc này vẫn là 2-2. Vâng. Một trận đấu đáng xem nhất của là 3-2. Vâng. Vâng, Micho hết pin nhưng các vận động viên không hết pin. Bay nghiêng về sân chủ nhà Quang Âu. Khanh ngộ không. Vâng, Khanh ngộ không. Vâng, lúc trước anh đã đi Trung Quốc. Vâng, Trung Quốc cũng đã đóng phim hết một thời gian từ năm 1986 đến năm 1992 mới hoàn thành bộ phim. Anh về thì và ngột không, tôi hâm mộ nhất đó là ngột không. Bà hai nghiêng về đội bóng sông Hậu. Vâng, vẫn là bà hai. Đó là cầu thủ đến từ 1970 Vĩnh Châu. Thời gian thi đấu chúng ta còn khá dài. Vẫn là cầu thủ mặc áo số 27. Vẫn là cầu thủ của đội bóng đến từ Vĩnh Châu. Có thể nói là thủ môn bên phía sân bóng đá Quang Hậu đó là em ruột của Nguyễn Philip. Vẫn là cầu thủ đội bóng đến từ xứ sở hành tím, đó là cầu thủ màu. Vâng, chờ đợi xem. Vâng, đang xem đi xem lại công nghệ ba. Vâng, xin chào Phúc nha. Đúng rồi, hãy sang nha. Xin chân thành cảm ơn quá. Vâng, một pha bắt bóng anh tưởng đi hết đường đi dọc nhưng chúng tôi có công nghệ ba. Đá biên dành cho đội bóng xanh nha. Ok, cảm ơn Hữu Quốc nha. Bạn luyện viên thầy sang nha Hữu Quốc. Quả đá biên qua nhà đội bóng. Ok. Vâng, là cao thủ của đội bóng đến từ 1970 đến từ Vĩnh Châu. Đội bóng cầu thủ mang áo số 27 vẫn là cao thủ đến từ Vĩnh Châu. Bắt đường xuống.
Rồi xong trận đấu này nó bao giờ xong trận này nó bao manh một bàn mà thôi. 3-2 nghiêng về đội bóng sân nhà. Quả đá phạt góc dành cho đội bóng áo đỏ cùng đen. Chào Bảo Quý, chào Hữu Phúc, chào Phước Long. Vì vậy chúng ta cứ tiếp tục thi đấu và chúng tôi rất chuyên nghiệp, rất quyền. Sông Gió cũng đã trôi qua, sông Thần cũng đã trôi đi. Vì vậy là Quyền Trăng, vì vậy đây là giải Quyền Trăng chúng ta đây là rất quy mô. Chúng ta thấy là Quyền Trăng ngoài tổ chức bóng đá, chúng ta thấy là chúng ta có thể liên hệ tô tưởng với Quyền Trăng. Vâng, Quyền Trăng lúc nào có tô tưởng không? Khá đi. Rất nguy hiểm. Và bóng lên dành cho đội bóng đến từ Vĩnh Châu. Chúng ta thấy là thủ môn bên phía đội bóng Quang Hậu, chúng ta thấy sau khi bắt dính ba bóng hình như anh đang nằm cho thôi. Nếu quay đến quay và dính công đà các lần kết thúc trận đấu, đội bóng sân bóng đá Quang Hậu đã giành chiến thắng trước đội bóng 1930 đến từ Vĩnh Châu với tỷ số 3. Và xin chúc mừng đội bóng sân bóng Quang Hậu và 1930 Vĩnh Châu, chúng ta cùng ở lại bốc thăm để chúng ta cùng đón nhận quà may mắn từ ban tổ chức.